Khung cảnh đám cưới lãng mạn trong giờ phút cô dâu 61 tuổi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng 26 tuổi. Sáng ngày 19 tháng 9, nhà chị Lê Thị Thu Sao, 61 tuổi trú ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, nhộn nhịp người ra vào. Tất cả mọi người đang hối hả dựng rạp và chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày trọng đại của chị Sao vào ngày mai khi chị sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Một hàng xóm tỏ ra rất mừng rỡ chia sẻ, cô ấy bảo gặp anh Cương này liền có cảm giác ấm áp như chồng cũ, lập tức có cảm tình. May mắn tình cảm cũng được anh kia đáp lại, ai cũng là con gái, đều mong có được hạnh phúc, chúc cho chị ấy cũng được như ý. Đến khoảng 15 giờ công việc dựng rạp gần như đã hoàn tất, mọi người chia nhau dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mua thực phẩm vào nấu nướng. Suốt buổi sáng chị Sao đã ra tiệm tóc, móng để làm đẹp cho mình trước ngày trọng đại. Đến buổi chiều chị được con gái út tư vấn những bước làm đẹp cuối cùng, để buổi tối tiếp khách khứa được xinh tươi nhất, con gái cũng ngồi tô phấn kẻ mi cho chị. Những ánh đèn lung linh được treo lên khắp căn nhà, mấy chiếc váy cưới đậm chất truyền thống cũng đặt ở trên mắt, sẵn sàng cho ngày trọng đại. Có những họ hàng cách xa 60 km cũng đã về chung vui cùng gia đình. Tất cả mọi người cùng chung niềm vui và cùng chúc phúc cho chị được nhiều điều như ý. Trong không khí gấp gáp chuẩn bị của tất cả mọi người, chị Sao chia sẻ chị cũng là một cô gái. Trước khi về nhà chồng thì ai cũng đều có chung cảm xúc lo lắng và hồi hộp. Dù có lớn tuổi thì cũng không ngoại lệ, cũng không biết bên nhà anh Cương chuẩn bị đến đâu rồi. Bố chồng gọi xuống cứ bảo mong con dâu, mong cho nhiều người nhà gái lên ăn cỗ. Bên nhà anh Cương đã mổ 4 tạ lợn cùng nhiều gà, bố chồng chị bảo thế. Mẹ chồng chính tay trao cho chị bộ áo cưới truyền thống, nhưng chị không biết mặc, thế là mẹ lại chính tay mặc cho chị. Ngày mai chị Sao sẽ lên xe hoa đi hơn 40 km để về nhà chồng. Mọi người đều mong ngóng những điều suôn sẻ và tốt đẹp sẽ đến với vợ chồng chị. Khung cảnh đám cưới lãng mạn của cặp đôi vợ 61 chồng 26 tuổi ở Cao Bằng. Đám rước dâu của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho ngày vui trọng đại đã được hai bên gia đình hoàn tất. Câu chuyện tình yêu của chị Lê Thị Thu Sao 61 tuổi và anh Triệu Hoa Cương 26 tuổi ở Cao Bằng từng gây xôn xao dư luận khi cô dâu hơn chú rể 35 tuổi. Bỏ qua những lời phán xét đàm tiếu của dư luận về sự chênh lệch tuổi tác, mới đây cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới về chung một nhà. Chiều ngày 19 tháng 9, cặp đôi tất bật chuẩn bị cho ngày vui trọng đại. Tại nhà của cô dâu Thu Sao, từ sáng không khí đã nhộn nhịp, nhiều người thân và bạn bè của cô dâu đã có mặt để chuẩn bị rạp cưới cổ bàn. Phía trước ngôi nhà 3 tầng khang trang ở thành phố Cao Bằng, rạp cưới với gam màu trắng tím, kết hoa đã được hoàn thành. Đám rước dâu sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9. Hình ảnh cô dâu chú rể được phóng to, in trang trọng, nổi bật trên nền phong rạp. Suốt buổi sáng, chị Thu Sao tranh thủ ra hiệu tóc, làm đẹp cho mình trước ngày lên xe hoa về nhà chồng. Bên trong căn nhà cũng được trang trí nổi bật lãng mạn. Chia sẻ với phóng viên, chị Thu Sao không giấu được xúc động cho biết, hiện giờ rất rung hồi hộp như lần đầu lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của chị được tổ chức đơn giản, đầm ấm, với khách mời chủ yếu là bạn bè thân thiết, anh em họ hàng hai bên. Trong đó, tại nhà gái khoảng 20 mâm cỗ, còn nhà trai là gần 40 mâm. Để chuẩn bị cho đám cưới, hai vợ chồng chị Sao xuống Hà Nội tự váy cưới và thuê thợ trang điểm. Cô dâu 61 tuổi còn tự tay may gối, chuẩn bị chăn cưới cho ngày vui của mình. Hiện tất cả mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ đến ngày tổ chức. Tôi và chồng đều hạnh phúc, hồi hộp chờ từng ngày. Đến giờ mọi thứ đối với tôi vẫn như một giấc mơ. Tôi không thể tin được là ở tuổi này tôi lại có thể một lần nữa được mặc váy cô dâu và tìm được hạnh phúc của mình, chị Sao xúc động nói. Được biết nhà chú rể Hoa Cương sẽ tổ chức đám cưới theo đúng phong tục truyền thống của người dân tộc Dao. Trong đó bố mẹ chú rể đã mổ 4 tạ lợn cùng nhiều gà và đồ ăn khác. Được biết nhà chú rể Hoa Cương sẽ tổ chức đám cưới theo đúng phong tục truyền thống của người dân tộc Dao. Trong đó bố mẹ chú rể đã mổ 4 tạ lợn cùng nhiều gà và đồ ăn khác. Phòng cưới của con trai con dâu cũng được gia đình trang hoàng, sắm sửa vật dụng cần thiết. Chia sẻ với phóng viên, ông Triệu Văn Mậu, sinh năm 1960, bố chồng chị Sao cho biết, hiện tại cảm xúc của ông và vợ đều hồi hộp, hạnh phúc lo cho đám cưới của hai con. Chia sẻ về người con dâu đặc biệt của mình, ông Mận nhận xét, chị Sao là người khéo léo, tình cảm, phải biết cách quan tâm đến người khác. Hai con đã yêu thương nhau thì gia đình cũng không có vấn đề gì, việc chênh lệch tuổi tác không sao cả, miễn là các con hạnh phúc là được. Số phận đã sắp đặt như vậy, chúng tôi cũng ủng hộ con cái, ông Mậu nói. Bộ váy cưới truyền thống dân tộc Dao được mẹ chồng chị Sao đích thân tặng cho con dâu trong ngày vui trọng đại. Trước đó, chuyện tình của chị Sao và anh Cương từng dậy sóng dư luận. Thời điểm đăng ký kết hôn, chú rể mới 26 tuổi, còn cô dâu đã bước sang tuổi 61. Trước khi quyết định về chung một nhà,
cả hai đã có thời gian nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, chuyện tình đặc biệt này lập tức gây sốt và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Trước ngày cưới, cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tuổi tiết lộ chuyện bất ngờ. Trong ngày đưa nàng về dinh, chú rể Triệu Hoa Khương cho biết anh sẽ mổ 4 tạ lợn, hàng chục con gà cùng nhiều món ăn khác để thích đãi bà con. Trải qua rất nhiều sóng gió cùng những lời đàm tiếu, anh Triệu Hoa Khương quyết định tổ chức đám cưới với cô dâu hơn 35 tuổi, chị Lê Thị Thu Sau. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào 20 tháng 9 tới. Trước ngày cưới, chú rể Triệu Hoa Khương đã có những chia sẻ với phóng viên về chuyện tình của mình. Chú rể Triệu Hoa Khương cho biết anh gặp chị Thu Sau và có cảm tình với chị ngay, lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó trải qua quá trình gặp gỡ, anh càng cảm thấy không thể sống thiếu người phụ nữ này. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, Triệu Hoa Khương nói. Chính vì thế, khi bị cộng đồng mạng chê cười, dễ biểu, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để nói về mối quan hệ của anh với người phụ nữ lớn tuổi, Hoa Khương chỉ im lặng. Anh nói họ không phải mình, không hiểu được tình cảm của mình nên mọi lời nói đều không đáng để anh bận tâm. Anh tập trung cho cuộc sống riêng và tận hưởng niềm hạnh phúc với người phụ nữ anh yêu. Đến khi tình cảm chín mùi, anh đưa Thu Sau đi đăng ký kết hôn. Ngày 20 tháng 9, anh sẽ tổ chức đám cưới, báo hỷ với bà con, họ hàng và bạn bè thân thích. Hoa Khương cũng tiết lộ tối ngày 11 tháng 9 vừa qua, nhân dịp sinh nhật của Thu Sau, anh đã trao nhẫn đính hôn. Cả hai đã hứa sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Nói về việc tổ chức đám cưới tới đây, Hoa Khương cho biết gia đình anh sẽ làm 40 mâm cỗ, thịt 4 con lợn, mỗi con nặng 1 tạ và hàng chục con gà. Thịt gà lợn sẽ là những món chủ đạo. Ngoài ra trong mâm cỗ còn có rất nhiều món ăn khác. Thực đơn mỗi mâm là 8-9 món ăn, chú rể chia sẻ thêm. Đang nói toàn bộ, số thực phẩm này đều do gia đình Hoa Khương nuôi dưỡng và chế biến. Toàn bộ số lợn gà là do bố mẹ tôi nuôi được. Trước khi đón dâu, tôi và gia đình sẽ làm thịt để thích đãi bà con, bạn bè. Quá trình làm cỗ sẽ có họ hàng thân thích hỗ trợ chế biến, đảm bảo mâm cỗ cưới ngon sạch, chú rể 26 tuổi, hồ hởi nói. Anh tâm sự, sau đám cưới hai vợ chồng sẽ ở nhà một đêm tân hôn, rồi trở lại thành phố. Vợ tôi có chút việc bận sau cưới, nên chúng tôi chưa sắp được lịch đi tuần trăng mật. Tuy nhiên tôi không buồn, vì chỉ cần ở bên nhau là chúng tôi thấy hạnh phúc rồi, Hoa Khương nói tiếp. Hoa Khương cũng không giấu cảm xúc khi cho biết anh đang rất lo lắng và hồi hộp vì đám cưới sắp diễn ra. Không biết các chú rể khác thế nào, nhưng với tôi thấy rất lo lắng và hồi hộp. Tôi mong đám cưới đến thật nhanh, vì sau đó tôi sẽ chính thức có người thương cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, chú rể Triệu Hoa Khương chia sẻ.